Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm đề kiểm tra cuối kỳ ở trong cuốn đề kiểm tra toán 2 học kỳ 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Chúng mình đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 19. Mùa lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, điền số tích hợp này. Chúng ta thấy các vạch số nó không đều nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ phải tư duy xem nào. Cái số này nó phải lớn hơn 55 và nó bé hơn 60 thì em xem là cái số nào là phù hợp. Có thể là 59 hoặc là 57 đúng không các em? Đó. Nhưng mà ta thấy là số nào gần 55 hơn? Đó là số 57. Như vậy câu 1 chúng mình chọn đáp án là C. Tiếp theo, số liền sau của 72 là số 73, đáp án A. Câu 3, số lít nước còn lại trong xô là đang có 15 lít này, đổ vào hai xô 4 lít với 4 lít, chúng ta sẽ có phép tính đó là ta lấy 15 trừ đi 4 và trừ đi 4. 15 trừ đi 4 thì còn 11. 11 trừ đi 4 là còn bao nhiêu nhỉ? Còn 7. Như vậy, trong xô còn lại 7 lít nước. Đáp án là D. Tiếp theo là câu số 4. 15 là hiệu của số liền sau số tròn trục lớn nhất có hai chữ số và số nào? Trước hết, em phải xác định xem là đâu là số tròn trục lớn nhất có hai chữ số đã. Số tròn trục lớn nhất có hai chữ số là số bao nhiêu? Đúng rồi, là số 90. Nhưng đây là số liền sau cơ. Số liền sau nó là số 911 mới đúng. Như vậy, 15 là hiệu của 91 và số nào? Tức là 91 trừ đi số nào sẽ ra được là 15 các em ạ. Thế thì ở đây câu số 4 này đáp án là đáp án B. Thì thầy sẽ đặt tính cho các em. 91 trừ đi 76. 1 không trừ được 6, ta lấy 11 trừ 6 bằng 5 viết 5 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, 9 nhân 8 bằng 1 viết 1. Đây, 15 là hiệu đây rồi các em. Đáp án B nhé. Các em có thể thử đáp án thôi, chúng ta chọn B là phù hợp. Chuyển sang câu trắc nghiệm 5. Điền số tích hợp này. Ở đây chúng ta phải thực hiện các phép tính thôi. Trước hết là 27 cộng 16 đã. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. Ở đây thầy có 43 này, nó bé hơn kết quả phép tính này. Và nó bé hơn bao nhiêu này? 92 trừ đi 47. 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 44, 45. Số nào lớn hơn 43 lại bé hơn 45 các em nhỉ? Đó là 44. Như vậy 71 trừ đi cái số này, trừ cái số hỏi chấm này sẽ bằng 44. Chúng mình thử các đáp án nhé. Ta sẽ có được là đáp án ở trong câu 5 là đáp án C. 71 trừ 27. Kiểm tra lại nào. 1 không trừ được 7, ta lấy 11 trừ đi 7 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, 4, 44 đây rồi. Đáp án là C các bạn. Chúng mình đến với lại câu trắc nghiệm 6. Hoa có nhiều hơn Mai 11 cái bút. Hoa mua thêm 4 cái bút và Mai mua thêm 15 cái. Khi đó thì là bạn nào có nhiều hơn hay ít hơn? Thì bây giờ chúng mình sẽ đi vẽ số đoạn thẳng nhé. Đây có cái bút của bạn Mai trước đi. Đây là số cái bút của bạn Mai. Thế còn số cái bút của bạn Hoa, đầu tiên thầy gióng thẳng điểm đầu xuống đã. Đây, số bút bạn Hoa nhiều hơn thì thầy sẽ dùng thước gióng thẳng xuống thì mình sẽ nhìn ra được là nhiều hơn cái đoạn này ứng với 11 cái các em ơi. Đây 11 cái này. Theo như đề bài ấy, Hoa mua thêm 4 cái nữa. Đây là 4 cái này, cái đoạn này là 4 cái này. Thế còn bạn Mai mua thêm 15 cái nữa. Thì khi mua thêm 15 cái ta thấy này, 11 cộng với 4 là 15, vậy hai đoạn thẳng ngày này sẽ bằng nhau. Như vậy thì ta thấy sao nhỉ? Khi mà bạn Hoa mua thêm 4 cái bút nữa và bạn Mai mua thêm 15 cái bút nữa thì số bút của hai bạn khi đó sẽ bằng nhau các bạn ạ. Đây, bởi vì cái đoạn 11 này với cái đoạn 4 này nó bằng 15. Đó. Như vậy chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Khi đó Hoa và Mai có số bút bằng nhau. Đáp án D. Tiếp theo thầy cho mình cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận các em nhé. Chúng mình cùng đến với bài 1, điền số tích hợp. 72 cộng 8 bao nhiêu? Em nhầm được đấy, 72 cộng 8 thì bằng 80. Hoặc em đặt tính ra nhé. Tiếp tục là 54 cộng bao nhiêu bằng 72? Cái này những đề kiểm tra trước thầy đã làm rồi, rất là quen thuộc thôi, mình có thể đặt tính các em. 54 cộng với lại số hai chữ số này. Nhiều nhất nó chỉ có hai chữ số thôi bởi vì tổng của chúng nó có hai chữ số mà. 4 cộng mấy bằng 2 các em nhỉ? 4 cộng với lại 8. Tại sao? 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1 này. 5 cộng mấy thêm 1 bằng 7 nhỉ? 5 cộng 1 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. Như vậy 54 cộng với 18 sẽ bằng 72. Nhiều bạn sẽ không làm như thầy. Nhiều bạn có thể lấy 72 trừ 54 thì vẫn ra số cần tìm ở đây là 18 cũng được nhé. Tiếp theo 62 trừ 39 ta đặt tính thôi. 2 không trừ được 9, ta lấy 12 trừ 9 bằng 3 viết 3 nhớ 1.
3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2 viết 2, kết quả là 23. Tiếp đến, 56 chúng ta đặt tính trừ cho số nhiều nhất, cũng chỉ có hai chữ số thôi. Ta được là 18 này. 6 trừ đi 8 bằng 8. Tại sao? 6 không trừ được 8, lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1. À mấy thêm 1 nhỉ? Sau đó lại 5 trừ đi bằng 1 nhỉ? À chúng mình có 3 thêm 1 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1 viết 1. Như vậy, 56 trừ 38 sẽ bằng 18. Chúng mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo chúng ta đến với lại bài 2. Bài 2 chúng ta tìm kết quả của phép tính 13 cộng 67 trừ 35. Bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện là 13 cộng 67 trước nhé. Ta đặt tính 13 cộng 67 thì em đặt tính nhá. 13 này cộng 67. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1 này. 1 cộng 6 bằng 7 thêm 1 bằng 8 này, ta được là 80, rồi sau đó trừ 35. Em lại đặt tính 80 trừ 35 thì em sẽ được kết quả cuối cùng, nó là bằng 45. Tiếp theo, 71 trừ cho số nào để ra được 25? Bây giờ thì chúng mình có thể đặt tính giống như những bài trên, giống như bài 1 chúng ta làm. 71 trừ đi cho số nhiều nhất cũng chỉ có hai chữ số thôi em ạ. Bởi vì số bị trừ chúng ta chỉ có hai chữ số thôi mà. Chúng ta trừ với số đơn vị trước, 1 trừ đi mấy thì bằng 5 nhỉ? À 1 trừ đi 6. 1 không trừ được 6, lấy 11 trừ 6 bằng 5 viết 5 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2 viết 2. Như vậy 71 trừ đi 46 sẽ bằng 25. Chúng mình đã xong bài 2. Tiếp theo là bài 3. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc số bằng vào những ô so sánh này. Chúng mình sẽ đi tìm kết quả nhé các em. 51cm cộng với 19cm. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kết quả. 51 cộng 19 các em nhé. 51 cộng 19. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 70cm các em ạ. Bên này 13dm trừ 6dm thì các em có thể nhẩm được, nó là bằng 7dm. Chúng mình thấy 70cm bằng 7dm rồi, vậy ta sẽ điền dấu bằng. Chuyển sang so sánh bên này nào. 46 cộng 38, chúng mình đặt tính đi. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 8, ta được 84. Rồi phép tính 95 trừ 16 nào. 5 không trừ được 6, ta lấy 15 trừ 6 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 9 trừ 2 bằng 7, viết 7. Đây là 79 các bạn. Chúng mình thấy 84 lớn hơn 79 các bạn, vậy ta điền dấu lớn hơn nhé. Ta đã xong bài 3. Tiếp theo chúng mình đến với lại bài 4 các em nhé. Bài 4 quan sát hình vẽ và cho biết hình bên IA này có bao nhiêu đoạn thẳng. Chúng ta cùng đếm với thầy này. Đếm các đoạn ngắn trước. Chúng ta sẽ đếm từ ngoài vào trong nhá. 1 là AB này, 2 là BC này, 3 là CD này, 4 là DE này, 5 là EG này, 6 là GA bên trong này, 7 là GH, 8 là HE, 9 là HB, 10 là HC. Rồi, có 10 đoạn thẳng ngắn. Bây giờ ta ghép lại này. 11 là BD này, 12 là AE và 13 là GC, 14 là BE. Có tất cả là 14 đoạn thẳng các em ạ. Tiếp theo là có bao nhiêu hình tứ giác. Bây giờ ta đánh số nhé. 1, 2, 3, 4. Thầy cho mình cùng đi liệt kê ra. Trước hết là các hình nhỏ này. Chúng ta có hình 1. Hình 2 không phải, hình 3 có. Hình 3 phải này, hình 4 không phải. Bây giờ ghép hai hình lại, 1 với 2 ghép được. Ta có hình 1, 2. 1, 3 không được, 1, 4 không được. 2 với 3 không được, 3 với 4 thì được. 3 với 4 này được hình tứ giác này. Bây giờ ghép 3 hình không được, bây giờ ghép cả 4 hình, chúng ta có hình 1, 2, 3, 4. Tổng kết lại, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, có 5 hình tứ giác, chúng mình điền 5. Chuyển sang ý B này, đo và tính độ dài của đường gấp khúc ABED, ABED. Bây giờ chúng ta có thể viết ra nhá, các đoạn thẳng. Đường gấp khúc ABED thì gồm có đoạn thẳng là gì nhỉ? À, chúng ta sẽ cộng đoạn AB cộng đoạn BE và cộng với đoạn ED lại với nhau nhé. Đây là BE này. Chúng ta đo nào. Đo đoạn AB từ vạch số 0 đến vạch số 3, vậy nó là 3cm. Cộng đoạn BE, chúng ta đo từ vạch số 0 đến vạch số 4, nó là 4cm. Và cộng với đoạn ED, đo từ vạch số 0 đến vạch số 5, tức là 5cm. Cộng lại thì chúng mình sẽ được gì? 3 cộng 4 là 7, tức là 7cm. Cộng thêm 5cm thì nó sẽ bằng 12cm. Vậy ta điền số 12 vào đây. Chúng mình đã xong bài 4 các bạn. Tiếp theo là bài 5. Một xe khách loại 45 chỗ ngồi khởi hành từ Hà Nội. Khi đến điểm đỗ có 18 hành khách lên xe, thì lúc này xe khách hết ghế trống.
Hỏi lúc đầu trên xe khách có bao nhiêu hành khách? Thầy cho mình có thể biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng đấy các em ạ. Đây thầy sẽ biểu diễn cho các em nhé. Đây là số khách trên xe lúc đầu này, là đoạn này này. Được chưa nhỉ? Khi mà có 18 hành khách trên xe, chúng ta sẽ cộng thêm một đoạn nữa là 18 này. Thì theo như đề bài là lúc này là số khách trên xe hết chỗ trống, tức là đã đủ 45 chỗ rồi. Đó, đây là 45 chỗ trống, à 45 ghế, ứng với 45 người. Như vậy để tìm cái đoạn này, tức là số khách ban đầu, thì ta sẽ lấy 45 là đoạn dài nhất, trừ đi cái đoạn thêm là 18 người. Các em hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ đi, đây là người, các em dấu huyền nhé, dấu người, các em thầy cảm ơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết lời văn. Khách có số hành khách là, thì chúng mình sẽ lấy 45 này, trừ đi 18. Đây, ở trên phần sơ đồ đoạn thẳng thầy đã biểu diễn giúp các em rồi. Lấy đoạn dài nhất là ứng với số khách đầy này, trừ đi số khách thêm là 18 đúng không? 45 trừ 18 sẽ ra số khách lúc đầu. Em tự đặt tính nhé, thì ta sẽ được kết quả là bằng 27 đơn vị là hành khách và đáp số là 27 hành khách. Em thân mến, vậy là chúng mình đã xong bài 5 và kết thúc đề kiểm tra cuối kỳ số 19 rồi. Thầy chúc em ôn tập tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.